những năm gần đây tỉnh long an đã triển khai nhiều dự án mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thay đổi phương thức sản xuất tiếp cận thị trường nhằm tối ưu quá quy trình sản xuất qua đó vừa góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản vừa giúp nông dân từng bước cải thiện đời sống và làm giàu trên mảnh đất quê hương Nhận thấy nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm qua lan cao cấp ngày càng cao, năm 2010, anh Đặng Nhật Nam, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Venus, xã Mỹ Lộc, quyền Cần Dùa, đã trồng lan ứng dụng công nghệ cao. Từ 4.000 m2 ban đầu đến nay, anh đã nhân rộng lên đến 2 hecta với đa dạng các loại lan như Ngọc Điểm, Hồ Điệp, Nghinh Xuân. Toàn bộ diện tích trồng lan đều xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà màng, làm mát được đầu tư đồng bộ quy trình khép kín từ nhiệt độ, ánh sáng đến việc chăm sóc tưới nước cho làng, được đầu tư bài bản khoa học đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật cao. Rồi bên cạnh đó là nhà vườn có đầu tư một số các hệ thống bét tưới tự động. Nó sẽ giúp cho cái quá trình mà khi mình tưới cây nó được đều hơn và một thứ hai là nó giảm bớt cái nhân công. Đó chứ còn nếu mà trường hợp mà tất cả mọi công tác của mình mà đều mà đi tưới tay thì nó sẽ rất mất thời gian, đặc biệt là với những cái ngày mùa nắng. Đó nắng có thể có những lúc mà phải tưới đến khoảng 3 lần đến 4 lần. Đó thì cho nên là cái cái cái, cái việc mà áp dụng công nghệ cao thì nó sẽ giúp cho thứ nhất là cái năng suất nó cao hơn, chi phí nó thấp hơn và cái cái vừa bảo vệ môi trường mà cũng vừa bảo vệ cho cán bộ công nhân viên những người làm ở trong vườn. Từ thành công bước đầu năm 2020, anh quyết định thành lập hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Venus với sứ mệnh đem cây lan chinh phục các thị trường khó tính. Đến nay, Hợp tác xã có hơn 7 thành viên tham gia. Trong quá trình tham gia, các thành viên sẽ được hướng dẫn từ khâu lấy giống cho đến cách chăm sóc, cũng như làm sao cho qua nở đều và đẹp nhất. Nhờ vậy mà những năm qua, các loại qua lan của Hợp tác xã luôn được thị trường trong nước tin tưởng lựa chọn. À, hiện nay được cái cái thị trường tiêu thụ mà của của hợp tác xã đó là hầu hết chúng tôi đã mở rộng hết toàn bộ tất cả các khu vực ở chợ ở Việt Nam vì ngoài miền Bắc, miền Trung cũng có và miền Nam cũng có. rồi thông qua các uh, việc hợp tác với các nhà vườn, rồi bên cạnh đó là hợp tác với cả các uh, tiểu thương những cái mối lái những người mà phân phối lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng. đó thì hiện nay bây giờ về cơ bản là cây của vườn trồng ở Cần Thơ đã đi đến gần như tất cả mọi nơi ở trên Việt Nam này. Ừ. Trong thời gian tới thì chỗ địa phương cũng như là hội nông dân là cũng kết hợp là tiên truyền cho người dân cũng như là các thành viên của hợp tác xã là ứng dụng cái công nghệ cao trong canh tác rau và canh tác lan là bởi vì là cái lợi ích của cái công nghệ cao đem lại nó nó đã chứng được chứng minh rồi là lợi ích nó rất lớn thứ nhất là tuy cái đầu cái cái cái, cái đầu vốn đầu tư ban đầu nó cao nhưng mà cái hiệu quả mang lại thì là hiệu quả kinh tế mang lại là rất lớn cái chất lượng thương phẩm của cái sản phẩm đầu ra thì nó là nó cũng được nâng cao việc ứng dụng công nghệ cao trên cây lan không những giúp người nông dân chủ động trong sản xuất khắc phục được tính mùa vụ giảm sự lệ thuộc vào thời tiết khí hậu mà còn giúp giảm chi phí nhân công lao động từ đó giảm được giá thành sản xuất